Chiều 26 tháng 10 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức lễ ký kết quy chế hợp tác nhằm tăng cường phối hợp xuất bản, tuyên truyền về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nội dung quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật gồm 3 chương 10 điều, tập trung vào việc trao đổi cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến chức năng quyền hạn của hai cơ quan, phối hợp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, bảo vệ bí mật nhà nước tổ chức nghiên cứu khoa học hội thảo tọa đàm để đề xuất với bộ chính trị ban bí thư về chủ trương giải pháp công tác bảo vệ an ninh trật tự lan tỏa nhân rộng điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt trong bảo vệ an ninh trật tự tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng và nhà nước về lĩnh vực an ninh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch quy chế phối hợp được thực hiện là điều kiện thuận lợi để hai cơ quan tăng cường hợp tác chia sẻ tạo tính nói chung để hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao Hôm qua, Bộ Công an tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh niên trong Công an nhân dân năm 2023 cho hơn 250 đồng chí là lãnh đạo phòng, đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị và cán bộ đoàn cấp cơ sở các đơn vị trực thuộc Bộ. thông qua lớp tập huấn nhằm phổ biến quán triệt những chủ trương chỉ đạo mới của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về công tác thanh niên trong công an nhân dân bồi dưỡng cung cấp kiến thức kỹ năng bổ trợ cần thiết cho những cán bộ hạt nhân của tổ chức đoàn các cấp tạo cơ hội để các đồng chí gặp gỡ giao lưu chia sẻ kinh nghiệm những mô hình hay cách làm sáng tạo và kết nối tổ chức đoàn các đơn vị đồng thời đây cũng là dịp để ban tổ chức tiếp thu những phản ánh về tình hình thực tế công tác thanh niên trong công an nhân dân tổng hợp những ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự tập huấn làm cơ sở nghiên cứu tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về chiến lược phát triển thanh niên công an, về nội dung hình thức triển khai công tác thanh niên trong công an nhân dân, sát hợp với tình hình thực tế, góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. Sáng qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức lễ phát động cuộc thi tìm hiểu luật Cảnh sát Cơ động. Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động 15 tháng 4 1974 15 tháng 4 2024. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức với quy mô trong toàn lực lượng cảnh sát cơ động. Với hàng nghìn thí sinh tham gia đang công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và lực lượng Cảnh sát cơ động Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, được khởi tranh từ ngày 26 tháng 10 năm 2023 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024 với hai vòng thi tuần thi trực tuyến và vòng thi trực tiếp chung kết tại trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Các thí sinh sẽ tham gia thi tìm hiểu về các quy định của Luật Cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Cuộc thi là sân chơi bổ ích thể hiện sự năng động, hiểu biết, khẳng định năng lực, bản lĩnh trí tuệ và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng cảnh sát cơ động đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Bác Hồ với trí thức Nam Bộ là chủ đề hội thảo khoa học do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng 26 tháng 10 nội dung hội thảo tập trung vào các vấn đề tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của bác hồ dành cho trí thức nam bộ thể hiện chủ yếu ở suy nghĩ lời nói bài viết hành vi ứng xử của bác và chủ trương chính sách của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc đối với trí thức nam bộ đó còn là lòng tôn kính sự ngưỡng mộ và tình cảm đặc biệt của trí thức nam bộ với bác hồ thể hiện chủ yếu ở sự kính trọng và tiếp nhận sâu sắc tình cảm sự quan tâm đặc biệt của bác hồ những suy nghĩ lời nói bài viết của trí thức nam bộ về bác hồ trí thức nam bộ học tập và làm theo lời bác tại hội thảo nhiều nhà nghiên cứu cũng khẳng định tấm lòng thiết tha với đội ngũ trí thức nam bộ của bác hồ là sự ưu ái xây dựng trường học sinh miền nam trên đất bắc trân trọng tình cảm của bác hồ nhiều trí thức nam bộ đã dấn thân cho sự nghiệp cách mạng không hề ngại gian khó hy sinh Chiều qua 26 tháng 10 tại Hà Nội, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải Hội thi hạt quản lý đường bộ an toàn giao thông lần thứ nhất năm 2023. Đây là một hoạt động ý nghĩa của Đảng ủy Cục Đường bộ Việt Nam về tăng cường các giải pháp để bảo đảm chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Đại, 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 đại. Với mục tiêu các tuyến đường bộ luôn êm thuận, thông suốt, an toàn, hội thi hạt quản lý đường bộ an toàn giao thông cho thấy sự đổi mới toàn diện trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ. Sau gần 2 tháng làm việc hết sức khẩn trương với tinh thần khách quan, trung thực, ban tổ chức hội thi đã có mặt trên tất cả các cung đường của 16 đơn vị xuất sắc tại vòng chung kết để tiến hành đánh giá chấm điểm với những tiêu chí đưa ra hết sức cụ thể, khách quan, bám sát thực tế công việc. Ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và 10 giải khuyến khích cho các đơn vị tham dự. Hội thi đã ghi nhận và tôn vinh sự đóng góp của các cán bộ công nhân ngành đường bộ cho sự an toàn, êm thuận, thông suốt trên mỗi cung đường, đồng thời lan tỏa tinh thần thi đua trong toàn ngành, góp phần thực hiện trọng trách và sứ mệnh đi trước mở đường của ngành đường bộ Việt Nam.